Mình lỗ nồi mình cũng đổ đổ rồi bạn ơi, mà không không thấy ra đây mà ông đực không. Có khi nào không có ông chúa nên đã ra ông đực đây không? Trăng Đức Mỹ ạ, số gọi là sông mà thấy ông đực nhiều mà sông gì gì bạn hè, mình cũng mới tập nuôi mới được 6 7 ổ thôi. Ông ở đây họ dùng bằng khó nhon cũng quen rồi, nó không ra nữa, bây giờ thì mình đổ lông nổ nó Trăng Đức Mỹ. Có nơi gọi là băng phiến. Mình tưởng như ông này yếu chứ, về mình thấy ông đực nhiều, mình tưởng như ông yếu mà sao bằng bổ là súng. Cây dài hả? Hàng vậy mình có tổ ở nhà nó có ông đực nhiều, nó mọc nhiều dữ lắm. Mới nuôi ở quê ở khu vực miền Trung này chả có ai nuôi để mà học hỏi hết, toàn là học hỏi hỏi anh em trên mạng không. Cuối cùng anh em trên mạng giúp đỡ được nuôi được tóm đàn. Bây giờ có 6 7 đàn mọc nhiều lắm, không chịu nổi luôn. Sung mà sao cũng ít quân ghê các bạn ha, sao thấy quân ít á.
mình nuôi mình không biết, mình đóng thùng đó, mình đóng thùng cứ vuông vức đó, mình bỏ vô cho mình thấy cầu lấp loáng, mình bỏ mình làm cầu vô, cuối cùng một cầu hắn làm 2-3 tầng xốp luôn, có cầu không chịu làm cái cầu này dính vào cầu kia, hắn xây loạn xọa luôn thôi. Nuôi cố gắng phát triển nhưng mà khó lắm, vì cái này là tập tính của ngò mà mình không có ai để học hỏi, hết toàn là học hỏi các cô nhân trên mạng thôi. Giờ quay ra để anh em mà góp ý thêm. Kiếm tầng chăn chăn mà họ bán trên mạng đó hả, trăng nước Mỹ. Cái tầng tầng đó lúc trước mình tính mình mua mà nhiều người là bỏ trên mạng nó kêu bọn mà nuôi chưa được thôi để làm tự nhiên đi, cái cho nó vô nó chưa biết là nó cắn nó phá hết không được gì đâu. Mình cũng tính mua thử vài chục miếng mà coi như sợ ít quá người ta không bán. Ồ vậy hả, đó là nó phá hả, lúc trước là mình mua nhưng mà rồi mình hỏi hỏi nhiều người nói là cái như bọn nuôi chưa quen mà gắn chân tăng vô đưa vô là nó không được, cái thôi mình cũng chắc không nghĩ không được chứ mình có biết được đó, khả năng là mình gắn cái chân tăng nó vô là nó điều theo khung cầu hơn thì nó làm ổn định hơn ha, chứ còn để nó làm thì nó xây cục quăng rồi xây lên đến nắp thùng luôn, cho từ cái thành không cầu lên đến đến nắp là mặt không là mặt ở mình hỏi cho họ không không ai nuôi hết trơn nên toàn là bông qua bao nhiêu là ao cũng ít nên hút rất nhiều mặt. Hôm bữa mình lấy xong hôm nào đi năm ngày sau là mình lấy bằng cách là mình khoét, mình lấy cái vô tháo nó mình khoét cái tầng nội tầng mặt đó ra chứ đâu có máy quay mặt đâu, cũng đâu có biết qua đâu, mình khoét cái khúc nó từ cái dây thép nó trở lên ô cho mình vác vác cổ được 2 lít chứ, vác mặt có bữa sau mình nhìn lại mình thấy rằng là có mặt là râu ấy, và bữa nữa có thấy mít nắp rồi thôi mình nghĩ thôi để im chắc ở luôn, không không không, không lấy mặt nữa nuôi chơi, chứ còn ở mình thì tắt mặt này toàn là họ đi lấy về họ dùng không chứ có bón ra đâu, cũng không trả cho ăn chi nữa. Ok, cảm ơn một sự giúp đỡ của anh Trần Đức Mỹ nha. Mình sẽ kết bạn và cái gì đó mình sợ sợ đến lúc mà mình hỏi nhiều quá rồi bận là nói cái ôi cái ông này mà không biết gì trơn mà nuôi gì ông. À, cho anh Trần Đức Mỹ nha.
Không, anh ở Quảng Nam anh. Năm lúc trước mình thấy họ nuôi ong mình cũng không chạy đến coi toàn thấy họ nuôi ong ấy không. À, Bình Định Quảng Nam thì cũng gần thôi. Anh vào núi trong đó ông nội này chứ ha. À, cảm ơn anh Thiết Sông Lam nghe. Trần Đức Bảy nuôi ông nội này phải không? À, đó là như vậy là khi nào mình sẽ đến Bình Định thăm dân trại của bạn. Ồ, cả heo luôn hả? Cả heo rồi gắn lộn số tầng nước Mỹ. Chẳng lẽ chúa ra rồi nó thôi mà thấy bay tùm lum ở ngoài rồi đấy. À, mình ở Quảng Nam Thiết Sông Lam. Người ta họ bỏ là ong ở trong trụ điện để mình xông nhang với lại làm lông nổ nên là ong yếu nó không sinh sản được khó nuôi mà sau mình về mình bỏ hệ ổ nào mà nó được nó thì nó cũng phát triển tốt bình thường mà sau nhiều người là nó nuôi không lên nha. Chẳng qua là như mình là mình không có kinh nghiệm nhưng mình nuôi không được thôi chứ còn vấn đề nếu như mà em thật sự là có kinh nghiệm thì nuôi vẫn bình thường chứ hề. Bạn được bao nhiêu thùng ông nội rồi bạn mấy hả? À, có 10 thùng ha. Mình nuôi ôi sao không biết còn nó nuôi không biết bác về lần ô cho một lần ăn nhiều đó, toàn là những trụ điện với người ta họ đồ nó có họ chỉ cho mình thằng em mình nó bác ao họ chỉ cho mình đồ mình bác ngày lần 10 thùng về ô cho hắn cắn lẩu ô cho cả đêm nó ngủ không được ôi hắn ba một cùng nhỏ chiều là quét cái sân đầy ao bọt tùm lum thôi hôm cái tưởng về bác rất là nuôi bắt 10 đòn gần 10 đòn mà nó 9 đòn bác quay ôi ta chiều cắn lộn ôi ta chết tùm lum tùm lo không được đòn mua luôn được một đòn nuôi trước nó có mặt rồi cuối cùng cũng đi luôn cắn tùm lum.
À, mình thì mình nuôi chơi, nuôi để biết thôi, hôm thích thì nuôi, thậm chí cái lần đầu tiên đó có tổ ong nằm trong đống gỗ trong nhà bác nuôi mình, nhà bác con ong chúa nó ma không bóp đào rồi nghi nghi mà cũng không biết, cứ nghe họ kêu con ong chúa nó vòng vòng cái đít cho tìm con ong, vòng cái đít tìm không ra, cuối cùng có thấy con ong câu con bu là con ong đó mình mới biết con ong chúa chứ. Tổ này sồ quân nó lâu ra hết dữ. Bọn hoàng dốp nói gì mình không hiểu à. À thở khó rồi mà thở thở nhiều sợ rồi nó sai nó quá rồi về nó là chết luôn á bạn à. Con gióp à, con mấy à, mình thấy ông dạ rất nhiều nên thở sợ đưa bao nhiêu là nó chết đàn ông, chắc là chờ lâu tí nữa ra thì tốt hơn ha. Khó thúc thôi mà nó hôi bằng cái băng phiến cái lông nổ này được quản, cái này nó ngột luôn, mình đút cái lùi mũi vào trong cái lỗ mình chịu không nổi luôn rồi. À cái này mình làm khó không được bọn mấy ơi, cái tổ nào mà bên dưới mình đưa khó vô nữa thì cứ khó mà dậm quay ngược lên trên, cái tổ nào mà dưới làm gì được, nó không có cái lỗ ở bên dưới, nếu không có cái lỗ ở dưới bên dưới tổ thì mình đút khó mà mình đóng nút lại thì nó khó, nó dậm lên trên thì nó hay hơn, ở đây khó không có, không có lỗ ở dưới chịu.
Ồ vậy ra hả? Vì lông lỗ mình thấy nó tiện hơn mà bọn nó thì mình rút kinh nghiệm ra vì mình thấy cái lỗ cái tổ ong mà nó vẫn có cái lỗ ở bên dưới tổ nó mình đút qua khó được thì mình hay xong khó. Nhưng mà cái tổ này nó làm sát với đất nó không có cái lỗ nổi bên dưới thì mình đút hương vô nó thì nó cứ khó bay dọc lên không chỉ bay xuống với tổ làm tí. À, mình nghĩ cũng cái tổ này nhiều quân lắm mà số ra ít chứ. Hồi nãy lúc nãy mình tìm đến là mình thấy ông mẹ nó nóng quá nên số nó mà nó rút ra ngoài lỗ đứng đầy luôn mà số là ít chứ. Chắc là chưa ra hết. Mình dùng ống dây thì mình đã dùng ống dây có nghĩa ống dây dẫn thì làm sao mình đưa vô được bọn mình không có cái linh kiện để mình nhốt khóa mình dùng nhọn thôi mình không được. Rồi, lần sau mình sẽ làm như vậy thử. Sao phải mình kiếm dây mình làm, nhưng mà để thổi khó vô là một vấn đề đó chứ.
À, mình còn không biết đường nên mình đổ bột lông nổ bằng Trần Ngọc Vân ạ. Mà nhiều mấy anh ở trên góp ý thì cái này là hóa chất nên cũng không tốt lắm. Nó sẽ suy giảm đường ăn của mình. Rồi nó làm một phát bò ve đau điếng rồi. Ông này già quá, thấy ông đực nhiều là nghi rồi, cắn đau ghê. À luôn tiền mình cũng hỏi bọn Mỹ luôn là sao mà cái đoàn ong mà ong đực nhiều nó đốt mình là nó đau dữ. Mà ong không có ong đực nó thường cắn đốt mình ít đau à. Có phải do ong hơn không? Bột lông nổ gọi là có nơi hình như miền Bắc gọi là băng phiến bọn nè. Chắc cái này cũng về ngủ giấc cả tí rồi bà công chúa quá. Bịt kính hồi nãy mình mới xả ra đó, mình sợ là bịt kính quá rồi hồi ông chúa nó không kịp nó chết nữa.
Đến một lỗ thôi hả bạn? Rồi rồi rồi. Chúa vào mặt mình rồi ơi. Con chúa nó đậu ở trong mặt mình trời, mình thấy tự nhiên nó bay đầy vô mặt. Nó bu lên mặt bọn, trời ơi, tự nhiên tôi nghe ong tự nhiên nó bay đầy vô người tôi nữa. Ô bọn ơi, con chúa này nó già rồi sao phải.
Mai là mình quay cái camera ngược lại vô trong mặt mình mà mình thấy hay không thì thôi, chứ sao phát hiện được con chúa nó đậu mặt. Rồi cảm ơn các bạn nghe chưa. Rồi, cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn đã góp nhiều cái ý kiến hay cho mình sẽ học hỏi. Chúc các bạn một buổi chiều thứ sáu ngày 13 vui vẻ, thành công.